Xin chào, lại là mình, Nguyễn Lê Minh Thi đây. Và đây là bài viết Lucid Dream, nguy hiểm nhưng hấp dẫn của người đò chai đăng trên sparoom.com. Bây giờ, chúng mình hãy bắt đầu bài viết luôn nha. Cho bạn nào chưa biết thì Lucid Dream đơn giản mà nói là giấc mơ sáng suốt, là một giấc mơ mà bạn có thể điều khiển. Điều thú vị của Lucid Dream là bạn có thể nhớ 100% tất cả mọi việc sau khi tỉnh dậy, mà những giấc mơ bình thường nhiều lúc không thể. Vì khoảng thời gian bạn trải qua Lucid Dream là khoảng thời gian não của bạn vẫn hoạt động, nhưng cơ thể của bạn vẫn ngủ. Bạn sẽ được trải nghiệm một thế giới siêu thực với mọi cảm giác, mọi điều kỳ diệu mà ở thế giới thực bạn không thể hoặc chưa làm được, bởi tất cả những thứ đó đều bắt nguồn từ mơ ước và trí tưởng tượng của bạn. Bạn có thể bay, đua xe hơi, đánh nhau hoặc gặp cô gái mình thích trong giấc mơ. Vì bạn là chúa tể của thế giới giấc mơ của bạn nên bạn có thể làm mọi thứ. Tất cả đều chả hại gì, tại sao ta không thử tiến vào Lucid Dream mà trải nghiệm một lần nhỉ? Cách luyện tập để có Lucid Dream nhanh nhất với người mới bắt đầu. Bước 1, tất nhiên là phải đi ngủ rồi. Cho phép bạn có một giấc ngủ trong 6 giờ. Đặt đồng hồ báo thức hoặc thứ gì đó có thể đánh thức bạn dậy sớm sau 6 giờ. Bước 2, sau giấc ngủ 6 giờ đó, bạn bước ra khỏi chỗ ngủ của mình. Cố gắng để bạn tỉnh táo hoàn toàn bằng cách cho não bạn chú ý về một thứ gì đó, càng giúp bạn tập trung càng tốt. Nói vậy thôi chứ thực ra rất đơn giản. Bạn có thể bật chiếc máy tính yêu dấu của mình để tiếp tục tìm hiểu về Lucid Dream nếu bạn thích, hoặc nghe một vài bản nhạc nào đó. Miễn sao bạn đừng phải ngủ lại cho đến khi bạn đã thức được khoảng thời gian từ 20 tới 60 phút. Cố gắng đừng có nằm trên giường nghe nhạc hoặc đọc sách, vì có thánh mới biết chừng nào bạn ngủ lại. Bước 3, bước này là bước quan trọng nhất, cũng là bước khó nhất và cực kỳ quan trọng để xác định bạn có được vào Lucid Dream hay không. Đó chính là ngủ lại. Làm mọi cách để não của bạn được thư giãn, thoải mái, và quan trọng là bạn có thể vào lại giấc ngủ. Trước đó, nếu thích, có thể tưởng tượng ra khung cảnh trong mơ mà bạn muốn và những dự định khi được vào thế giới giấc mơ. Nó giúp cho giấc mơ của bạn thêm sinh động. Sau đó, Lucid Dream sẽ được đánh thức trong giấc ngủ của bạn. Kỹ thuật này hoạt động như thế nào? Dành cho những bạn muốn tìm hiểu thêm. Đầu tiên, bởi vì khi bạn thức dậy sau 6 giờ, tức là bạn đã kích thích ý thức của não trong giai đoạn mà cơ thể con người bước vào giấc ngủ REM, Rapid Eye Movement, gần chu kỳ REM 5.6. Điều này dẫn đến việc bạn có ý thức trong mơ. Thứ hai, bạn trở lại giấc ngủ nhanh chóng từ trạng thái có ý thức, tức là bạn đã lôi kéo ý thức của mình vào những giấc mơ và nhiều thứ khác. Mặc dù cố gắng thức dậy thật là khó khăn, nhưng các bạn mới bắt đầu hãy cố gắng thật lâu, từ 20 tới 60 phút để cho ý thức của não thực sự tăng cao và tăng hiệu quả để đạt được Lucid Dream. Lời khuyên và kinh nghiệm của bản thân. Đây chính là cách mình dùng để vào Lucid Dream. Nhờ có nó mà mình đã có một lần đạt được Lucid Dream trong 3 ngày liên tục. Vả lại nó cũng rất dễ làm và cũng không ảnh hưởng tới giấc ngủ của mình lắm. Mình chỉ giảm bớt thời gian ngủ của mình từ 20 tới 60 phút thôi. Có thể ít hơn nếu bạn chỉ muốn thức trong 20 phút. Nhưng để làm được, bạn thực sự phải có quyết tâm thức dậy. Đừng đặt báo thức rồi, lại không kiểm soát nổi cơ thể mà lại ngủ tiếp. Như thế bạn không thể nào thành công được. Ngoài ra, khi vào được giấc mơ rồi, bạn phải bỏ ra một chút thời gian để dùng kỹ thuật kiểm tra thực tế. Bởi bạn không biết bạn đang mơ thì cũng như không. Mình chắc chắn với các bạn rằng giấc ngủ trở lại chắc chắn bạn sẽ mơ. Nhưng đó là một giấc mơ bạn có thể nhớ được. Trên 6 lần mình thức dậy rồi ngủ lại, mình đều mơ và giấc mơ nào mình cũng nhớ được. Bạn phải thực hiện một hành động đi cùng một lời nói, một suy nghĩ mà bạn đã biết trước rằng những hành động đó không thể nào thực hiện ở thế giới thực. Nếu mà bạn đã xem phim Inception, kẻ đánh cắp giấc mơ, thì bạn sẽ thấy nhân vật chính kiểm tra xem anh ta đang tỉnh hay mơ bằng cách cho quay con quay của anh ta. Ở thế giới thực, nó sẽ quay một lúc là dừng, nhưng khi trong mơ, nó sẽ quay mãi mãi. Bởi vì thế giới trong mơ là một thế giới siêu thực, nó chỉ khác với thực tế là nó nằm trong tâm trí của bạn thôi. Tips: không được mở mắt ra nếu không muốn thấy ác mộng, hoặc là thậm chí tê liệt toàn thân.
Nếu lỡ có mở mắt thì hãy bình tĩnh mà vượt qua. Hít thở sâu sẽ giúp ta thoát khỏi cái trạng thái này. Nghiêm cấm các hành động khiến hưng phấn hay chán nản cực độ như đang làm tình với Maria, quay tay 100 lần một ngày, vì rất có thể việc này sẽ khiến giấc mơ kết thúc. Nằm ngủ thì phải nhắm mắt nằm im, tránh đang nằm thì ngoáy mũi, quay qua bên nọ bên kia, mở mắt và không được ngủ quên. Lucid Dream tổng quát là lừa tình cơ thể rằng mình đang đi ngủ, rồi bị bóng đè. Đi ngủ thì sẽ không cử động được gì rồi. Nhưng khi đánh lừa cơ thể như vậy, thì bóng đè sẽ làm cơ thể không cử động được, nhưng não vẫn hoạt động, nên sẽ tỉnh táo trong mơ và điều khiển được. Và nếu định Lucid Dream, thì người càng tỉnh táo càng tốt nha. Vì đầu óc tỉnh táo bao nhiêu, thì lúc Lucid Dream tỉnh táo bấy nhiêu. Đừng lạm dụng nó quá mức, nên nhớ nó chỉ là giấc mơ. Lucid Dream thật sự cuốn hút bởi bạn có thể làm mọi thứ mà bạn muốn trong giấc mơ một cách rất thật. Có rất nhiều người bị nghiện nó và không còn muốn sống trong thế giới thực nữa. Hãy cẩn thận khi luyện tập Lucid Dream nha. Có ai đã từng Lucid Dream chưa thì hãy chia sẻ phần comment ở phía bên dưới nha. Đừng quên like, share và subscribe ủng hộ video lần này. Và nếu như các bạn thích những bài viết như thế này nữa, hãy đăng nhập vào spyroom.com để tìm đọc thêm. Xin chào và hẹn gặp lại. Mình là Nguyễn Lê Minh Thi.